Và thông tin rất nóng ngày hôm nay mà tôi muốn đem đến cho các bạn chính là một sự kiện âm nhạc cực kỳ đình đám sẽ diễn ra ngay tại trung tâm của quận nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó chính là Revolution Music Festival Fly Like a Star. Jay Hardway, một trong những DJ producer trẻ tài năng và là bạn thân của Martin Garrix. Nervo, vâng, lần đầu tiên thì Nervo sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Bộ đôi nữ DJ chính là một trong những cặp DJ nữ hot nhất trên thế giới. Nhân vật đình đám nhất trung tâm của buổi tiệc này sẽ là huyền thoại nhạc trance Ferry Corsten. Yeah.